Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với Đấu Phá Thương Khung phần 6 tập 28. Nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng tới nhé. 10 ngày sau, đến một nơi Tiêu Viêm nói, dọc đường cứ phải trốn tránh, cuối cùng cũng tìm được một thành thị có trùng động rồi. Diệu Thiên Hỏa nói, tốt nhất nên cẩn thận, chúng ta sắp rời khỏi Trung Châu Bắc Vực. Được rồi, được tụ họp với mấy người Tiểu Y Tiên rồi. Lúc này trong thành, gián lệnh truy nã Tiêu Viêm, cố ý giết hại Phòng Lôi Các Vân trưởng lão, bất kể sống chết, nếu có phát hiện gì nhanh chóng báo tin, trọng thưởng vạn kim. Người trong thành nói, chính là tên giết Phòng Lôi Bắc Các trưởng lão Thẩm Vân sao, xem ra còn rất trẻ. Một người nói, ngươi thì biết cái gì, giết được Thẩm Vân trưởng lão chắc chắn là một lão quái vật. Diệu Thiên Hỏa nói, ngươi xem, vẽ giống ngươi phết đấy chứ. Tiêu Viêm nói, ở đây cũng có lệnh truy nã rồi, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Đám người nói với nhau, nghe nói Thiên Bắc Thành Hàn Gia vì cấu kết với hung thủ đã bị Phòng Lôi Các Bắc bao vây lại rồi. Một người nói, cấu kết cái gì, là muốn dùng bọn họ để nhử tên kia ra mặt. Hàn Gia lần này xem ra không tránh nổi tai họa rồi. Diệu Thiên Hòa nói, tiểu tử này, ngươi không định quay về tìm cái chết đấy chứ. Tiêu Viêm nói, ta sao có thể chống mắt lên nhìn người khác bị liên lụy được. Diệu Thiên Hòa nói, Hàn Gia và người tình cảm có hạn, ngươi vì bọn họ mà ra mặt rồi bị truy sát, bọn họ chắc gì đã giúp đỡ lại. Hơn nữa, ngươi không quan tâm tới bạn bè của ngươi sao? Không muốn sớm được gặp họ sao? Tiêu Viêm nói, đương nhiên là muốn, nhưng đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Rồi cởi áo choàng ra nói tiếp, yên tâm đi tiền bối, nếu như Phong Lôi Các Bắc đã muốn ta hiện thân, vậy thì ta cho chúng toại nguyện, rồi bay đi. Đám người kia nói, kia không phải là Tiêu Viêm sao? Chính là Tiêu Viêm, hóa ra hắn ở ngay đây, một túi tiền lớn bay mất rồi. Đến với Thiên Bắc Thành Hàn Gia, người của Phong Lôi Các đang bao vây Hàn Gia. Hàn Nguyệt nói, còn phái ba vị trưởng lão, mỗi vị đều là đấu tông thực lực, bất phân cao thấp với lão tổ Hàn Gia. Vì chiếu cố đến đám tiểu bối chúng ta, lão tổ đã phải âm thầm chịu đựng. Hàn Tuyết nói, làm sao bây giờ, Tiêu Viêm có thật là sẽ đến không? Hàn Nguyệt nói, chỉ có cầu nguyện thôi, hắn có lẽ sẽ cào chạy xa bay, không ở lại nơi hôn. Đám người Phong Lôi Các nói, lần này bày thế trận to như vậy, tên Tiêu Viêm lại không hề ngốc, hắn ta làm sao có thể tự chui đầu vào rõ. Một người nói, đừng phí lời nữa, bề trên nói thế nào chúng ta cứ làm vậy là được rồi. Lúc này Tiêu Viêm xuất hiện nói, người mà các ngươi đang chờ đến đây, mau đi gặp Diêm Vương đi. Đám người Hồng Thần bắn pháo hiệu rồi lao lên nói, tiểu tử to gan xuất hiện, dám xuất hiện sao, báo thù cho Vân trưởng lão. Tiêu Viêm nói, lũ binh tôm tướng tép này mau cút hết cho ta, rồi xuất ra Diễm Phân Phệ Lãng Xích đánh tàn nát đám minh tướng. Tiêu Viêm nói tiếp, ba vị trưởng lão của Phong Lôi Các Bắc sao còn chưa hiện thân, Tiêu Viêm ở đây xin thỉnh giáo. Ba vị trưởng lão nói, tiểu tử khá lắm, coi như người can đảm, trên người ngươi có tam thiên lôi động, lại giết Phong Lôi Bắc Các trưởng lão, còn không nhanh chóng bó tay chịu trói, đi cùng ta về gặp các chủ lãnh tội. Tiêu Viêm nói, ba vị đấu tông, Phong Lôi Bắc Các điều động binh lực như vậy, ta đúng là vừa vui vừa lo, có điều ức hiếp Hàn Gia, việc ỷ mạnh hiếp yếu như vậy, không sợ Phong Lôi Bắc Các bị mất thể diện ở Trung Châu hay sao? Trưởng lão nói, sao phải phí lời với tên tiểu tử này, bắt lại rồi nói. Tiêu Viêm giết trưởng lão của ta, phạm tội nghiêm trọng, các chủ có lệnh, sau khi bắt hắn lại, phế đấu khí giam cầm ở dưới Bắc Lôi Tháp. Tiêu Viêm xuất ra địa ma tử nói, muốn phế đấu khí của ta, vậy để xem các ngươi có đủ tư cách không đã. Trưởng lão nói, đây là khôi lỗi trong lời đồn sao, nếu đã vậy, ngươi đừng hòng bước ra khỏi Thiên Bắc Thành một bước, rồi gọi Hồng Thiên Khiếu. Hồng Thiên Khiếu đến nói, lôi trưởng lão yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để tên khôi lỗi kia xen vào trận chiến của chúng ta. Tiêu Viêm nói, lại là ngươi, Hồng Thiên Khiếu, ngươi năm lần bảy lượt bị địa ma tử đánh cho sợ chết khiếp, vẫn còn dám gây hấn. Hồng Thiên Khiếu nói, cầm miệng, hôm nay không phá được thứ đồ chơi kia của ngươi, ta không mang họ Hồng. Rồi lao đến xuất chiến với địa ma tử. Lôi trưởng lão nói, Phong Lôi Bắc Các, Thiên Canh Đường nghe lệnh, tự lực thành lôi, xuất ra Cửu Thiên Lôi Ngục Trận. Rồi nói, Cửu Thiên Lôi Ngục Trận chính là Phong Lôi Bắc Các hộ của các đại trận, do 23 vị đấu hoàng và 46 vị đấu vương hợp lực kết thành, còn do ba người chúng ta đảm đương trận nhãn. Ngươi hôm nay có chạy đằng trời, tam thiên lôi động quyết không để rơi vào tay người ngoài được. Tiêu Viêm, hôm nay ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Rồi đánh về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đột nhiên tăng lên thất tinh đấu tông. Một trưởng lão nói, cưỡng ép tăng thực lực hay là sức mạnh linh hồn? Tiêu Viêm nói, Diệu lão tiên sinh, cảm ơn ngài ra tay giúp đỡ. Diệu Thiên Hỏa nói, lão phù trả nhã thấy chết không cứu, ngươi quay lại đúng là tự chuốc phiền vào thân rồi. Hồng Thiên Khiếu nói, ba vị cẩn thận, Phẩm trưởng lão đã chết dưới loại sức mạnh này của hắn. Lão phù đoán đây tuyệt đối là không phải sức mạnh của hắn, không duy trì được lâu đâu. Lôi trưởng lão nói, ra vậy, ta muốn xem sức mạnh ngươi ăn trộm được có chịu được công kích này không. Rồi xuất ra vạn thiên lôi lạc đánh về phía Tiêu Viêm.
Tiểu Viêm xuất ra một con sói dị hỏa khổng lồ chống đỡ, nhưng đã bị đánh tan. Tiểu Viêm nói, lôi thật là lợi hại quá, đến dị hỏa cũng có thể cắt đứt. Thiên Diệu Hỏa nói, không cần dây dưa vào bọn chúng nữa, bọn chúng có đại trận giúp đỡ, có thể không ngừng mở rộng lôi công. Chỉ cần hủy diệt được ba đương trận nhãn, trận này sẽ tự hóa giải được. Tiểu Viêm nói, được, vậy liều một lần vậy. Rồi xuất ra ba luồng dị hỏa, xuất ra Phật Nộ Hỏa Liên đánh về phía bà trưởng lão. Lôi trưởng lão nói, uy lực này không được rồi, toàn lực chặn đánh. Rồi xuất ra Cửu Thiên Lôi Ngục, lôi thần chi nộ đỡ đòn nhưng đã bị trọng thương. Lôi trưởng lão nói, tiểu tử này sao lại, phong lôi bắc các, ba vị trưởng lão liên thủ bay ra Cửu Thiên Lôi Ngục mà không làm khó được hắn, rốt cuộc là thần thánh phương nào, bây giờ không thể đánh tiếp được nữa. Thiên Canh Đường, lui. Tiểu Viêm nói, các ngươi lao tâm khổ tứ rồi ép ta ra đây, bây giờ lại muốn đi là sao? Sao dễ dàng như vậy được? Rồi xuất lực đánh ba vị trưởng lão, thu lại quyền trục và nạp giới. Tiểu Viêm nói, phần còn thiếu của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân quả nhiên nằm ở trên người mấy vị trưởng lão khác, xem ra công sức ta chiến đấu đã thu lại được rồi. Tiểu Viêm tung ra vô vàn báu vật nói, những thứ này coi như là bồi thường của Phong Lôi Các đánh chi Hàn gia. Người Hàn gia nói, ba vị trưởng lão Phong Lôi Các đã chạy mất rồi. Ngay cả nạp giới bị cướp cũng không dám ho he, thật đã quá. Lúc này Hồng Thiên Khiếu đang đánh trọng thương khôi lỗi của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm nói, lão tặc, dám đánh thương địa ma tử của ta. Dưới xuất lực, đánh thẳng vào người Hồng Thiên Khiếu. Tiểu Viêm lấy linh hồn Hồng Thiên Khiếu nói, được rồi, một linh hồn đấu tổng nữa. Hồng Thiên Khiếu nói, Tiểu Viêm, tên tạp chủng này, người thật độc ác. Tiểu Viêm nói, độc ác, nếu không phải là người dung túng Hồng gia càn quấy, còn không biết hối cải liên tiếp gây ra bao nhiêu chuyện, thì kết cục có thế này không? Thay vì ở bên ngoài làm loạn, chỉ bằng vào trong bình tự kiểm điểm đi. Còn cái xác này tạm thời cứ giữ lại, nếu như có thêm chất dài mà hạch thì có thể luyện chế thành một khối lối nữa. Đám người Hàn Bang nói, lợi hại thế này thì Hồng gia tiêu rồi còn gì. Hàn Tuyết nói, tí tí, từ nay về sau Hồng gia không thể tìm chúng ta gây phiền phức nữa đúng không? Ba ngày sau tại Hàn gia, Hàn lão nói, Tiếp Viêm tiểu hữu, cảm ơn đã xả thân giúp đỡ Hàn gia lúc gặp nạn. Đại ân hôm nay, Hàn gia đều ghi khắc ở trong lòng. Nếu có chuyện gì cần lão phù giúp đỡ, nhất định ta sẽ dốc hết lòng. Tiểu Viêm nói, Hàn Nguyệt học tỷ và ta đã quen nhau từ trước. Hàn Tuyết và Hàn Sung đại ca là những người bạn đầu tiên ở Trung Châu của ta. Hàn gia gặp nạn, sao ta có thể nhắm mắt khoanh tay được? Nhưng ta đã đắc tội với Phong Lôi Các, lại một lần nữa khiến Hàn gia rơi vào vòng rắc rối. Tiểu Viêm thật ngại quá. Tiểu Viêm rời đi nói, đợi tấn cấp đấu tông, không phải bận tâm đến Phong Lôi Các nữa, ta sẽ quay lại, có duyên gặp lại. Hàn Tuyết nói, hy vọng huynh ấy tấn cấp đấu tông, nhất định không còn xa nữa. Diệu Thiên Hòa nói với Tiểu Viêm, nhìn dáng vẻ ngưỡng mộ của tiểu nhà đầu lúc nãy chưa, nhất định là bị màn biểu diễn đặc sắc của lão phu đánh gục rồi, nghĩ lại có hơi kích động một chút. Tiểu Viêm nói, không phải là dựa vào nhan sắc của ta sao? Diệu Thiên Hòa nói, không, chủ yếu là khí tràng của lão phu mạnh. Đột nhiên Tiểu Viêm rơi xuống nói, kinh mạch trong cơ thể ta dường như bị vật gì đó đột nhiên đụng vào, khó chịu quá. Diệu Thiên Hòa nói, để lão phu xem nào, trong thức hải của ngươi vẫn còn tàn ấn, sợ rằng là phản ứng phụ của việc sử dụng sức mạnh của lão phu tạo thành. Tiểu Viêm nói, xem ra mượn sức mạnh cũng phải trả giá, phải nhanh chóng giải trừ mới được. Diệu Thiên Hỏa nói, ngươi vẫn chưa giúp lão phu luyện chế cơ thể, ngươi không được xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, ta có biết một loại đan dược có thể giải trừ linh hồn tàn ấn, chỉ là rất hiếm thấy, sợ là. Tiểu Viêm cầm một quyển trục ra nói, thanh hồn đan, lục phẩm, đỉnh cấp đan dược, có thể thanh trừ linh hồn chi lực không thuộc về cơ thể của mình, có công dụng nuôi dưỡng linh hồn, nguyên liệu cần thiết, thanh thể thảo, băng hỏa dung hồn quả, thủy linh liệt tử, không khó có thể kiếm được. Diệu Thiên Hòa ngạc nhiên nói, ngươi lấy ở đâu ra vậy? Tiểu Viêm nói tiếp, là lão sư để lại cho ta, vấn đề là với năng lực hiện giờ của ta, muốn luyện chế lục phẩm đỉnh cấp đan dược, xác suất thành công sợ là không cao, mà một năm sau chính là đàn hội, cửu gia Phong Lôi Các cũng không biết lúc nào sẽ tìm tới cửa. Diệu Thiên Hòa nói, may mà đám linh hồn tàn ấn trong cơ thể ngươi vẫn chưa là gì, ngươi vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Tiểu Viêm nói, xem ra phải nhanh chóng tấn cấp đấu tông mới được.